Hôm nay con chia sẻ với nội ngoại các cô các chị nha. Đây là tấm lòng của chị Maria Quý gửi tặng cho mình. Bữa nay cũng là ngày lễ phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Rồi, chúc mấy chị mấy cô nha, sức khỏe với tấm lòng của chị Maria Quý. Đối với những hoàn cảnh mà lớn tuổi trên 70 thì con sẽ có một cái phần lì xì nho nhỏ. Còn những hoàn cảnh nhỏ hơn 70 thì thông cảm nhận giùm con túi gạo 5kg ăn lấy thảo nha. Với tấm lòng chị Maria Quý. Rồi chúc bà con ngon miệng, sức khỏe, mua mai bán đắt với tấm lòng chị Maria Quý nha. Dạ. Thôi giờ mà cô cũng cảm ơn con nha. Chưa. Dạ. Cảm ơn con nhiều, chúc bà con may mắn vạn sự như ý. Cảm ơn ngoại. Năm nay cô 82 tuổi rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của chị Maria Quý tặng cho ngoại nha. Cảm ơn con nhiều á. Ngoại đợi, khoan ngoài ngoài đứng yên đó đi nha. Đừng có chó. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Rồi chúc ngoại sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ. Ngoài, ngoài đây ngoài nhận trước con nha. Dạ. Đợi con cái đứng cứ đứng vô hàng đi, đợi con cái. Dạ. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ, mua mai bán đắt nha. Rồi tịch. Ngoại sinh năm mấy? Ngoại sinh năm mấy? Tuổi với mẹo đó. Dạ. Mới 70 mấy. Dạ, đợi con chút xíu nha. Dạ, đây là tấm lòng của chị Maria Quý nha. Dạ. Năm 62 được. Dạ không được, không cảm con. Rồi bây giờ con tiến hành nha, ba cây này là 45 rồi đúng không chú? 45 rồi đó. Rồi, anh chị nghe đây chị em, anh đưa em nè, anh đưa một người một túi thôi. Rồi chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha ngoại. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, tấm lòng của chị Maria Quý. Dạ, chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha. Ngoại chúc cho con. Dạ, cảm ơn ngoại. Ngoại đi nổi không? Đi. Dạ. Dạ, chúc ngoại dạ, mua được nhiều vị chai hơn nữa nha. Dạ. Chúc cô gia đình ngon miệng. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại. Chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha. Thôi, chúc cả đoàn đi được vạn sự như ý ha. Cảm ơn ngoại. Bà gắng ra mấy con gắng sống 100 tuổi. Cảm ơn ngoại. Mấy cô vậy đó ha. Dạ. Để ra giúp đỡ cho những hộ nghèo. Dạ. Cảm ơn con nhiều ha. Cô ít lòng nhiều. Chúc cô ngon miệng nha. Dạ cảm ơn ngoại. Dạ chúc ngoại sức khỏe ngon miệng nha. Dạ 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 được, cảm ơn ngoại. Dạ có ngoại có lòng mà con vui rồi ha. Cảm ơn ngoại. Dạ chị có mấy bé lận? Chị có mấy bé? Dạ 3-4 bé. Dạ chúc gia đình ngon miệng. Dạ chúc con ngon miệng nha. Huệ. Dạ cô Huệ. Cô bán gì vậy cô? Cô bán gì ngoài chợ? Cô bán đồ trước chứ ở nhà có chút vậy đó. Rồi chúc gia đình ngon miệng. Dạ, chúc chú mua mai bán đắt nha. Dạ, bác cho con xem mặt đi bác. Bác đang làm công việc gì vậy? Bán số. Chúc bác ngon miệng nha. Dạ, cô đang làm công việc gì vậy? Bán vịt con. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ vô hàng giùm con nha. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Đi bán đồ lẩy. Dạ, chúc cô ngon miệng nha. Dạ cho con xem mặt đi cô. Cô làm công việc gì? Cô bán chuối đó lận. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 71. Dạ, bây giờ ngày bác bán được nhiêu tờ? Bán có 120 ạ. Dạ, bên nay con thay mặt chị Maria Quý nha. Dạ. Tặng cho bác thêm phần lì xì nha. Dạ, cảm ơn. Chú ít làm nhiều ha. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 à. Dạ, còn ngoại đi sinh hả? Dạ, còn hồi lúc trẻ thì ngoại làm công việc gì để sống? Đi mò ốc, quăng, đầu bán. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại yếu rồi hả? Ngoại đi sinh nhiều, ngoại có lo cho ai không? Không. Dạ. Anh gì à? Dạ. Thôi. Có. Dạ, em xin phép phụ Châu Thị Bân dùng cái số tiền lẻ lẻ để tặng cho ngoại nha. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ, con sẽ xin phép là bác Bân ở tại Mỹ tặng cho ngoại phần lì xì của ít lòng nhiều. Bác Bân tặng cho ngoại 265.000. Cảm ơn con nhiều. Bữa nay ngoại nhận mai bán đắt nha. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Khỏe. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô Bân không? Nhắn gửi gì rồi, thăm mạnh gửi. Cảm ơn ngoại. Vui vẻ. Chúc ngoại gia đình sức khỏe và xin được nhiều hơn nữa nha. Rồi, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Chào mừng về mạnh gửi nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Em còn 1.500.000 của cụ Bân để phóng sanh. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại là thị trấn 7000, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là chị Maria Quý ở tại Mỹ, có gửi về cho em là 300 đô thì em đổi được với cái tỷ giá hôm bữa là 2.528.000 đồng 100 đô, thì 300 đô em được là 7.584.000.
đối với nguyện vọng của chị Maria Quý là mong muốn số tiền này sẽ mua những phần gạo để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, thì em sẽ thay mặt chị ấy hỗ trợ cho bà con ở tại thị trấn Bảy Ngàn. Kèm theo đó thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em còn giữ cái số tiền của cụ Châu Thị Bân ở tại Mỹ, mà cụ ấy gửi những cái phần quà đến với mấy ấm ở tại Vĩnh Phước An, thì em còn của cụ ấy là 1.765.000. Thì đối với nguyện vọng của cụ Châu Thị Bân là mong muốn số tiền này sẽ mua những chú cá phóng sanh, để thấy em sẽ thay mặt cụ ấy để mua những chú cá ở tại chợ này luôn. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Bảy Ngàn chung với em nha. Thơm nhẹ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại là thị trấn Bảy Ngàn, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là chị Maria Quý ở tại Mỹ, có gửi về cho em là 300 đô thì em đổi được với cái tỷ giá hôm bữa là 2.528.000 đồng 100 đô, thì 300 đô em được là 7.584.000. Đối với nguyện vọng của chị Maria Quý là mong muốn số tiền này sẽ mua những phần gạo để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, thì em sẽ thay mặt chị ấy hỗ trợ cho bà con ở tại thị trấn Bảy Ngàn. Kèm theo đó thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em còn giữ cái số tiền của cụ Châu Thị Bân ở tại Mỹ, mà cụ ấy gửi những cái phần quà đến với mấy ấm ở tại Vĩnh Phước An, thì em còn của cụ ấy là 1.765.000. Thì đối với nguyện vọng của cụ Châu Thị Bân là mong muốn số tiền này sẽ mua những chú cá phóng sanh, để thấy em sẽ thay mặt cụ ấy để mua những chú cá ở tại chợ này luôn. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Bảy Ngàn chung với em nha. Ở đây thì cô chú anh chị thấy khi đến Hậu Giang á, là có những cái tên chợ, chợ 1.000, chợ 7.000, chợ 14.000 vân vân. Thì đây là một trong những cái nét đặc biệt đặc trưng ở tại Hậu Giang. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ 7.000 để tìm kiếm cái chỗ bán gạo nha, như là chợ vô chợ cá để tìm cái chỗ phóng sanh. Em thấy chợ 7.000 này nó tương đối khá là bự á, mà thời điểm bây giờ em đi tới đây thì đâu đó nó gần 10 giờ trưa rồi, nó cũng hơi trễ rồi. Rồi em coi em mua gạo kìa, em cũng chưa biết gạo bán chỗ nào. Tuy nhiên em nghĩ những cái khu chợ này chỉ nhóm vào cái buổi sáng thôi, còn bây giờ thì nó hơi rớt vô khung hơi trưa trưa rồi. Ngày 8 tháng 3 thì mà những bó hoa ở đây bán cũng khá là nhiều. Bắt đầu đi rồi, có đây rồi. Ấy dùm mà lửa dùm. Ngoài định sinh thế toàn quá. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 à. Dạ, còn ngoại đi sinh hả? Dạ. Rồi hồi lúc trẻ thì ngoài làm công việc gì để sống? Đi mò ốc, quăng, đầu bán. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoài yếu rồi hả? Ừ. Ngoài đi sinh nhiều, ngoài có lo cho ai không? Không. Dạ. Ơn gì à? Dạ. Thôi. Có cô. Dạ, em xin phép phụ Châu Thị Bân dùng với số tiền lẻ lẻ để tặng cho ngoại nha. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ, con sẽ xin phép là bác Bân ở tại Mỹ tặng cho ngoại phần lì xì của ít lòng nhiều. Bác Bân tặng cho ngoại 265.000. Cảm ơn con nhiều. Bữa nay ngoại nhận mua mai bán đắt nha. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Khỏe. Dạ, mày có nhắn gửi gì với cô Bân không? Nhắn gửi gì rồi, thăm mạnh giỏi. Cảm ơn ngoại. Vui vẻ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và xin được nhiều hơn nữa nha. Rồi, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại. Em còn 1.500.000 của cụ Bân để phóng sanh. À, em xin cái số lẻ đây gửi tặng cho ngoại. Chợ 7.000. Bên nào bán gạo không ta? À, chợ này nó khá là lạ ha cô chú chị ha.
bên hông này là bán cá nè, ở giữa là bán thịt. Để em đi ra phía sau này thôi. Này sau này nếu mà có cơ hội em sẽ quay lại đây một lần nữa vào buổi sáng ha. Cái lần này thì em rớt vô khung giờ hơi trưa rồi. Thật ra là hoàn cảnh khó khăn cũng ít gặp. Để cho em hỏi chỗ bán gạo ở đâu rồi chị? Bán gạo. Bán gạo ở dưới khúc dưới này. Ừ, khúc dưới đó. Có cũng chỗ bán ha, mấy xe kẻ không à. Xe kẻ ha. Ừ, chứ không có bán. Cảm ơn chị. Ôi, ngủ. Này bán thức ăn. Em thấy mấy chỗ bán thức ăn mà chỗ bán gạo thì nó hơi khó kiếm thôi. Thế là em hỏi người dân ở trong chợ mà họ còn phải suy nghĩ coi chỗ nào bán gạo nữa. Wow, quá đẹp luôn. Chỉ có những ngày lễ thì chúng ta mới thấy được quang cảnh vậy thôi cô chú chị ha. Đẹp mấy khách hàng thú vị. Ở đây có một cái phà nhỏ nhỏ này cô chú anh chị. Không có chỗ nào bán gạo ta. Bán quần áo. À đây có tiệm gạo. Biết phải gạo hôm đêm coi kỹ chứ. Ở đây bán gạo đúng rồi. Ở đây có bến phà này cô chú anh chị. Qua có bánh phà chứ cá nha. Phà này là phà cây. Đưa qua bến bên kia. Nói chung phà này người ta xoay cái đầu qua cá là tới rồi cô chú chị. Nó rút ngắn khá là nhiều nếu mà so với đi với đường bộ ha. Bán gạo chị ơi. Mấy gạo này là ngon nhất đấy. Làm như giờ con mắt nó cũng nhạy lắm. Em nhìn liếc sơn cái 7 thao. Hai thao này là 2 thao nếp. Thơm nhẹ. Như là chỗ bà chủ này vừa bán gạo vừa bán tập hóa luôn thì bán. Bán gạo bà chủ ơi. Này nhiêu ký bà chủ? 20 ngàn.
Gạo này là gạo gì bà chủ? RBT. Dạ. Hình như là ở chợ này có một mình chỗ chị bán thôi đúng không? Cũng có mà bên kia. Rồi. Nhưng ở trong chợ này luôn hay là ở ngoài? Ở ngoài chứ, ở trong chợ đâu có phải không? Bây giờ chị bán cho em 20.000 ký ha. Chị vô túi 5 ký. Mà chị vô trước giùm em 30 túi. Để em gửi tiền. Là 30 triệu, là 3 triệu đúng không? Đúng rồi, 30 ký. Mà chị vô liền giùm em ha. Đây nè chị. Vô túi. Vô gạo cho anh. Đây chị. 3 triệu. Rồi. Chị vô xong chị để phía trước nè giùm em ha. Dạ rồi. Đâu em thử đi quanh đây em coi có tiệm gạo nào khác không ấy. Nếu không có thì em quay trở lại. Hello. Hello đi. Lên kênh nào chú? Kênh YouTube của chú là Khương Nhật Minh. Khương. Đúng là khó kiếm chủ quán gạo thì cô chú anh chị ha. Ủa chú cho con hỏi cái ngoại trừ cái tiệm bên đó bán gạo thì còn chỗ nào bán gạo khác không chú? Còn vậy hay bên đó. Dạ bên nào? Hướng bên này. Quẹo qua. Cảm ơn chú. Chút xíu nhận gạo nha. Vậy là anh nằm bên hông ngay chỗ bán than, bán lò. Ở đây hồi trước cái chợ cũ nằm đây nè cô chú anh chị. Em thấy cái sông đó là em phóng xanh được rồi đó. Em thấy là cũng rất là hay về cái việc phóng xanh đó đó. Khu này là khu bán đồ sắt. Khu này nó có bán gạo. À đây. Có một tiệm gạo ở đây. Vậy là có một tiệm gạo ở đây thôi. Để mua dưới kia luôn cho dễ phát của chú anh chị ơi. Em thấy chị lẻ lẻ gì mà bắt người ta đi bộ theo em, thấy tội nghiệp quá. Áo khoác 35.000 cái, 3 cái 100.000 quẹo lửa luôn mấy chị. Vậy là đây chỉ có 2 tiệm thôi. Vậy là nếu mà mua cá là phải mua ở đây à?
chứ hồi nãy dưới này em đâu có thấy ai bán cá ta. Em xuống em đặt gạo cái nữa để em nhìn kỹ hơn cái nha. Đây là những người bán vé số, họ ngồi uống cà phê ở cái quán bên đây nè. Cái quán cà phê chỗ này thì những người bán vé số. Ở đây chợ này nó hơi nghịch tí cô chú anh chị ha. Đáng lẽ là gần khu chợ cá người ta bán phía sau này nè, nhưng mà không, anh đi phía sau lại bán quần áo chứ bán rau củ. Bán xe đạp nữa. Nhìn mà quẩy dưới đây nè. Rồi, em mua thêm. Khoảng chừng nửa tiếng ra ngoài đây nhận dạo nha. Nửa tiếng nữa. Vậy là RPT này là gạo thơm Thái Lan ấy hả chú? Ừ. Chú vô được mấy bao rồi? Chút xíu nữa con mới phát. Dạ, tại vì bây giờ con mới mua gạo thôi. À, cô bán thêm cho con. Cô bán thêm cho con 30 túi nữa đi cô, là 60 ha. Dạ rồi, dạ rồi. 3 triệu ha. Cô chỉ có 1,5 triệu tiền lẻ cho em đổi từ 100 ngàn. 100 ngàn, 100 ngàn với 50 cũng được. Rồi thôi chị đếm rồi thôi. Đếm vào đây, đếm rồi còn 1,5 triệu 80 mấy ngàn, 1,5 triệu 74 ngàn thì em sẽ gửi lì xì cho đến với nội ngoại lớn tuổi thì nhận gạo của chị chị ha. Cũng chia sẻ cho quý vị. Khoảng chừng nửa tiếng nữa con mới gửi nha. Dạ. Chứ bây giờ người ta mới vô thôi. Dạ, nửa tiếng nữa con phát ở đây. Dạ đúng, dạ đúng. Cho con tặng những người bán vé số. Dạ. Khoảng nửa tiếng nữa ha. Dạ, khoảng nửa tiếng nữa ngoài. Dạ. Dạ. Em đi mua cá, em phóng xanh chứ con cái. Này mua ngược, mua cá phải mua mút trên đây mà phải đem dưới kia phóng. Tại dưới kia mới có sông. Ồ, thế vậy chứ người ta cũng mua nhiều mấy cái này lắm đây cô chú chị. Vậy là em mua 60 bao thì còn 1,574 triệu. Ở đây là em sẽ gửi tặng cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Em chia sẻ chị Maria quý vậy ha. Dạ,
ngoại đi sinh hay ngoại bán rau? Ngoại đi sinh đưa có mấy ngàn bạc bỏ túi tính đi về. Thì sao ngoại biết con có cho tiền ngoại? Đâu có biết, ông nằm chỗ nhà. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Ngoại năm nay 90 chặn, ông 95 tuổi. Ồ vậy hả ngoại? Bây giờ ngoại đi là ngoại phải có cái cây chống gì đó hả? Có cây nè. Dạ, ngoại sáng giờ ngoại sinh được bao nhiêu rồi? Sinh được có mấy ngàn bạc. Có mấy ngàn à? Dạ. Tính đi về à? Dạ. Ngoại gán đợi khoảng nửa tiếng nữa con phát gạo ở dưới này ha. Yeah. Có cho gạo à? Dạ có cho gạo luôn. Cho tôi nữa hả? Dạ cho ngoại nữa. Ở đâu rồi? Ý, tìm gạo ngay chỗ bến phà nè. Ở bến phà bến, bến đò dưới này. Ở dưới bến phà hả? Dạ đúng rồi. À vậy răng nữa tôi cũng dưới hà cậu dạ. Hôm nay cho tôi. Bây giờ ngoài xuống dưới đó ngoài ngồi ngoài đợi con chút xíu đi ha. Xuống rồi. Bến phà ha. Dạ xuống bến phà à. Có cái tiệm gạo đó đó. Rồi chút xíu nữa con mới phát. Tiệm gạo ở trên hả? Dạ, tìm gạo đối diện con, với bến phà. Con gói quà. Dạ, dạ. Rồi ngoại xuống dưới ngoài ngồi đợi con đi ha. Dạ. Dạ, chút xíu nữa con tặng cho ngoại. Tại vì bây giờ con mới mua gạo người ta đang vô. Người ta đang vô bao hình như chưa có xong. Ngoại xuống dưới ngoài ngồi đợi con nha. Dạ. Dạ, dạ, dạ con tặng ngoại nha, ngoại yên tâm nha. Em mua cá nha cô chú anh chị. Ồ. Cô ơi cá này bao nhiêu một ký cô? 60. Dạ. À cá rô cũng vậy hả cô? Dạ. Còn cá bên đây cô? 45. Cô cân hết giùm con đi. Rồi đem xuống bến phà. Dạ đúng rồi. Còn phóng xanh. Bây giờ cô cân hết còn trả tiền trước cho con nè. À không, con chỉ cần ở trên mâm thôi. Dạ. Với hai chú này. Dạ thôi. Mấy cái cô hả? Không, con còn mua chỗ khác nữa. Dạ. Mua người giúp chút cho cô mẹ đi. Con giúp cho cô hai con đây. Cái này 2 ký. Cô trừ bị ra chưa? 2 ký. Trừ cái gỗ chưa? Cái gỗ 2 ký rưỡi, còn 2 ký. À dạ rồi. Cái gỗ nửa ký phải không? Ừ. Rồi. Mua thả. 2 ký phải không? Cô cân đi rồi chút xíu con kêu thì cô hãy đem xuống dưới. Tại hôm qua anh kia không mua cái. Cái này còn cái lô 6. Cái lô 6. Dạ, cái kia 2 kg là 120. Cái này 1 kg lô 6. 45. Cái kia 600 g 25 nữa là 70. Dạ. 70 với 120 là 190. 190. Cô bỏ hai cá vô nước thì con nó ngập thở cô. Khi nào mà con mua xong hết á thì cô hãy đem xuống dưới đó với con nha. Là cô thối tiền trước con đi. 190 hả? Còn mấy con. Cũng như đó mình cố hết thôi đi. Rồi thôi cô cân luôn đi. Ừ, cảm ơn gì. Nãy giờ bác than sầu không ổn là hôm nay ế quá, giờ nay phải ế rồi nha. Dạ. Bác này như vốn rồi đó, giá vốn. Dạ. Thôi kệ thả mà. Ừ, thả đó. Dạ, thì con cũng đâu có ăn uống đâu. Ký lô 8. Ký lô 8 là 80.000 là 108.000 ha. 108 tính 110 đi. 110 với kia 190 là 300. Rồi. Thôi còn 200. Đổ vô rộng ha, thả liền. Cô đợi con chút xíu con qua anh kia con mua một cái ha. Ờ. Thôi 200 ha. Cảm ơn. Rồi cô đợi xíu nha. Rồi 300.000 rồi cô chú anh chị thấy cá cũng nhiều lắm. Rồi là con này em thấy bán giá cũng phải chăng. Em còn 1.2 triệu.
Cá này chị bán nhiêu ký? Cái này chị bán nhiêu ký? Quay 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 cá thôi. Cá này bao nhiêu ký chị? Cá gì? Cá này, con cá này là cá gì? Cá hề à? Cá này bao nhiêu ký? 80. Còn con cá tiêu hồng bên đây? 45. À. Chị cân hết mấy cá tiêu hồng này giùm mình đi. À, em phóng xanh nha. Thành ra là em cân xong rồi khi nào em kêu á thì chị đem ra ngoài ngoài chỗ bến phà em nha. Yeah. Rồi cân trước đi, bao nhiêu tiền đây em gửi tiền. À, hết luôn đi con. Không bao nhiêu đó thôi, hai cái mâm đó thôi. Đúng rồi, chứ không qua lấy ở trong nữa. À. Dạ. Hỏi chị không thèm trả lời mà ai mua. Chị đừng có coi thường người khác như vậy. Người ta hỏi là người ta mua chứ đâu có phải là không mua. Còn bao nhiêu à? Đây, thối tiền chứ giùm em đi. Khoan con bỏ vô nước đi. Đợi giùm chú một xíu. Đợi em chút xíu thì em mua vòng cái. Hai trăm chín chục. Con thối chú 210. 299 hả? Rồi. Rồi chị đợi nha. Cá chê gì bán nhiều ký? Chê trắng nhỏ đó 60. Còn cá bự bên đây? Cá bự đó 35. 60. Này với này 60 cái đó 35. Lương này nhiêu? Lương 150. Lương 150. Thôi cân cá chê nhỏ thôi. Cá chê nhỏ nè. Dạ. Thôi chị cân 4 chú cá bự này luôn đi. Rồi. Ủa chợ này là có mấy người bán cá vậy đó hả? Dạ không, em chỉ mua ở ngoài mâm thôi. Em mua mua chồng. Dạ. Ở trong thì đâu có đủ tiền. Dạ chỉ mua được ngoài thôi. Trời. 3 kg là 180, 180 kia. Cái kia 40.000 nữa. À. Là 220 phải không? 220 rồi 4 cái chê này luôn. Rồi 35.000 ký, 3 ký là 105. Rồi 800 gram 10.000 đi. Ừ. Bớt có 7.000, bớt cho 10.000 đi. Rồi. Còn 130 không ơi? 130, 130 với kia 220 là 350 ha. Rồi. Dạ rồi, hợp lệ. Rồi chị đợi chút xíu nữa, chị xách xuống bến phà giùm em nha. Rồi. Ha. Ngoại ơi, bán cá ngoại ơi. Bán cá ngoại ơi. Cá lóc nhiêu ký ngoại? Cái này 50 rồi, 45 rồi con. Dạ.
ngoại cân hết giùm con cá nào 50 mày, cá này 50. Dạ. Còn cá điều hồng quay bán bao nhiêu? 45. Rồi bây giờ ngoại cân 45 ngàn mà ngoại cân cho con 10 kg. Rồi ngoại cân đi. Dạ cân liền. Cái ngoại lớn tuổi thì em ủng hộ ngoại này nhiều hơn cô Bân hết. Ngoại cân giùm con rồi ngoại đem xuống ở dưới chỗ bến phà đợi con nha. Con phóng xanh dưới. Dạ. À, nếu mà ngoại gom đây thì cái đó là ngoại đưa vô anh đi. Rồi ngoại bán mà con đâu có. Phóng xanh mà con mua cá dưa hồng. Con muốn phóng. Ngoại bán cá lóc đi, ngoại bán cá lóc đi. Không biết sợ gì với vợ ta với mẹ sợ thì mình. Ngoại bán phân nửa này, phân nửa kia. À, đúng rồi đó. Ngoại bơm nước vô thôi tới chết mọi ơi. Cái điều hồng nó chết. Cân đi chị, cân cho ngoại đi chị. Năm ký mấy? Rồi. Rồi gớt rồi, bọc cách rồi, cái bọc cách rồi. Cho thêm cái bọc cho chị, cái này gắt rồi. Bị lủng cái chỗ đó. Thôi chị, cái đó là mấy? 6 kg 7 với 5 kg 3 là 12 kg, 12 kg và là 10 kg là 450 phải không? 12 kg là. Có cái này 50 ngàn, cái này 45. Nãy con nói lấy 45 ngàn cho đủ đi mà. Đâu có biết đâu. Thôi bây giờ mày bán 45 đi. Bán vốn chẳng được. Nè, nè, là của ngoại là 12 kg là 540 này, còn 11 ngàn tặng ngoại luôn. Rồi. Rồi chở xuống bến phà đợi em nha. Dạ chở xuống bến phà đợi em nha. Dạ không, mấy cái này phóng vô bụng thôi chứ không có phóng xong. Rồi anh hấu cá qua đi mẹ luôn đi. Chở xuống bến phà đợi em nha. Cô đem cá xuống dưới sông con đi cô. Cô đem xuống dưới sông con đi chỗ bến phà. Cô qua con hỏi người ta đi, người ta chở, con thấy người ta chở nhiều á. Cô phải hỏi người ta mới được, coi người ta chịu cho ké không chứ người ta chở giùm 3 người á. Cái ý nãy con mua rồi phải không? Bây giờ chị ké tiền vô được không? Ké vô 50. Dạ. Ké vô làm chị thả hả? Ké vô chị mua thêm bên kia đi. Rồi xuống dưới đó với em luôn. Trời ơi trời, dịch mà thả xong hả? Rồi bưng xuống bến phà làm con đi. Dạ sao chị? Vụ gì, vụ gì? Cô xuống dưới đi, họ con phát gạo. Cô đi xuống dưới chỗ ngang bến phà đi. Nha. Thank you.
Thực ra những chú cá lóc đó em cũng biết giá sỉ hết trơn á. Hôm nay cụ Châu Thị Bân, hữu duyên phóng sanh các vị về dưới nước nha. Các vị ráng tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình sẽ xuống là thải các vị liền. Đợi con chút xíu đi, chưa có phát đâu. Đợi, dạ. Xuống đây đi cô. Rồi con thả xuống con. Cô cho nó ra xa xa một chút cô. Đây nó hơi cạn. Xuống là đó rồi. Dạ. Rồi hôm nay cụ Châu Thị Bân nha, hữu duyên với các vị nha, phóng sanh với các vị về sông nước nha, các vị ráng tu tập, tìm chỗ tu tập, rồi kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Còn vỏ nữa nè cô. Cô đổ qua anh đây con xem cái cô. Dạ, đổ qua hướng bên đây nè cô. Nay cụ Châu Thị Bân hữu duyên với các vị nha, phóng sanh các vị nha, về sông nước nha, các vị ráng tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Nam Mô A Di Đà Phật nha. Rồi, cảm ơn cô chú nha. Dạ rồi. Kìa nó dép bạc kìa. Đây là như người ta nghe em cho gạo nè cô chú anh chị, lại khá đông. Rồi bây giờ con mời bà con sắp hàng đi ha, cho nó dễ, cho con dễ gửi nè. Dạ rồi, đứng yên giùm con. Rồi cô đứng phía sau con nha. Dạ. Cô ra phía sau. Dạ được. Dạ, ra phía sau giùm con. Dạ dạ, ra phía sau giùm con. Dạ ngoài ngồi đây luôn đi, ngoài ngồi đây luôn. Dạ. Rồi ngoài ngồi đi, đứng trên đây luôn đi ngoài. Rồi vô hàng giùm con nha. Vô hàng. Dạ. Rồi con tranh thủ con gửi luôn nha. Của mình được nhiêu túi rồi chú? Một cây là 15 phải không? Dạ đếm giùm con đi, đếm con đi, đếm cây nào con phát cây đó. Cô ra phía sau sắp hàng đi cô. Nha. Vô hàng con mới gửi được nha. Đợi con kiểm gạo một cái rồi con làm. Cây 13 đó. Cây 13. Hai cây này mới 26. 15 đi ha. Dạ là hai cây này là 30 rồi ha. Dạ rồi. Mấy ngày bà con bán được không? Bán ế quá hả? Dạ. Dạ. Dạ không có gặp mặt con mới gửi được. Dạ. Hai bên đây là 30 phải không ạ? Dạ. Dạ rồi khoan, bây giờ cởi hết khẩu trang xuống giùm con đi. Hôm nay con chia sẻ với nội ngoại các cô các chị nha. Đây là tấm lòng của chị Maria Quý gửi tặng cho mình. Bữa nay cũng là ngày lễ phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Rồi chúc mấy chị mấy cô nha sức khỏe với tấm lòng của chị Maria Quý.
đối với những hoàn cảnh mà lớn tuổi trên 70 thì con sẽ có một cái phần lì xì nho nhỏ, còn những hoàn cảnh nhỏ hơn 70 thì thông cảm nhận giùm con túi gạo 5kg ăn lấy thảo nha, với tấm lòng chị Maria quý. Rồi chúc bà con ngon miệng sức khỏe, mua mai bán đắt, với tấm lòng chị Maria quý nha. Dạ. Thôi giờ mày cô cũng cảm ơn con nha. Chưa. Dạ. Cảm ơn con nhiều, chúc bà con may mắn vạn sự như ý. Cảm ơn ngoại. Năm nay cô 82 tuổi rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của chị Maria quý tặng cho ngoại nha. Cảm ơn con nhiều á. Ngoại đợi, khoan ngoài đứng yên cho đi nha. Đừng có chó. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Rồi chúc ngoại sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ. Ngoài, đi. Dạ đây, ngoại nhận trước con nha. Dạ. Đợi con cái, đứng cứ đứng vô hàng đi, đợi con cái. Dạ. Rồi cô chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ, mua mai bán đắt nha. Rồi tịch. Ngoại sinh năm mấy? Hả? Ngoại sinh năm mấy? Tuổi mẹo đó. Dạ. Mới 70 mấy. Dạ, đợi con chút xíu nha. Dạ, đây là tấm lòng của chị Maria quý nha. Dạ. Sinh năm 62 được. Dạ không được, không cảm con. Rồi bây giờ con tiến hành nha, ba cây này là 45 rồi đúng không chú? 45 rồi đó. Rồi, anh chị ra đây giùm em. Anh đưa em nè, anh đưa một người một túi thôi. Rồi chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha ngoại. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, tấm lòng của chị Maria quý. Dạ, chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha. Ngoại chúc cho con. Dạ, cảm ơn ngoại. Ngoại đi nổi không? Đi. Dạ. Dạ, chúc ngoại mua được nhiều vị chai hơn nữa nha. Dạ. Chúc cô gia đình ngon miệng. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại. Chúc ngoại sức khỏe, ngon miệng nha. Thôi, chúc phải đoàn đi được vạn sự như ý ha. Cảm ơn ngoại. Bà gắng ra mấy con gắng sống 100 tuổi. Cảm ơn ngoại. Mấy cô vậy đó ha. Dạ. Để ra giúp đỡ cho những hộ nghèo. Dạ. Cảm ơn con nhiều ha. Cô ít lòng nhiều. Chúc cô ngon miệng nha. Dạ cảm ơn ngoại, dạ chúc ngoại sức khỏe ngon miệng nha. Dạ 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 được, cảm ơn ngoại. Dạ có ngoại có lòng mà con vui rồi ha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chị có mấy bé lận? Chị có mấy bé? Dạ 3-4 bé. Dạ chúc gia đình ngon miệng. Chị ba cảm ơn. Dạ chúc con ngon miệng nha. Quệ chị Quệ. Dạ cô Quệ. Cô bán gì vậy cô? Cô bán gì ngoài chợ? Cô bán đồ trước chứ cửa nhà có chút vậy đó. Rồi, chúc gia đình ngon miệng. Dạ, chúc chú mua mai bán đắt nha. Dạ, bác cho con xem mặt đi bác. Bác đang làm công việc gì vậy? Bán số. Chúc bác ngon miệng nha. Dạ, cô đang làm công việc gì vậy? Bán vịt con. Rồi, chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ, vô hàng giùm con đi nha. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Đi bán đồ lĩ. Dạ, chúc cô ngon miệng nha. Dạ, cho con xem mặt đi cô. Cô làm công việc gì? Cô bán chuối vậy đặng. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 71. Dạ, bây giờ ngày bác bán được nhiêu tờ? Bán có 120 à. Dạ, bên đây con thay mặt chị Maria quý nha. Dạ. Tặng cho bác thêm phần lì xì nha. Dạ, cảm ơn. Chú ít làm nhiều ha. Dạ. Dạ. À, con nít chú không có gửi nha con. Chú gửi người lớn thôi. Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Ừ, rồi, về ăn với mẹ đi con. Ngày chị bán được nhiêu tờ? 120 tờ. Chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ. Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ, chị đang làm công việc gì? Dạ, con em bán số buổi dạ. Sáng. Chúc gia đình ngon miệng nha. Không nợ năm nay nhiêu tuổi rồi? 28. Dạ, 23 mới lấy, còn 3 không lấy hả? Ừ. Dạ. Không, bác trên đài cho gì. Rồi thôi, bữa nay con thay mặt chị Maria quý tặng cho ngoại. Cho đã. Vậy là lấy gạo chứ không lấy tiền? Lấy gạo, 5-6 bao mới lấy. Ông nói chơi vậy. Dạ, vậy là ngoại không có nhận nha. Coi thấy mày không? Cảm ơn ngoại. Mình bán cái gì vậy cô? Mua bà đó. Dạ. Chắc trong xe rồi. Dạ, cô bán gì vậy? Đã bán trên kia kìa. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 60 mấy rồi. Dạ, mà cô bán cái gì vậy? Bán trái cây, bán gì nhỏ lẻ, rau rác đó. Dạ, chúc cô về ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, phải trên 70 con mới gửi được. Cái này cũng dặn rồi đó, 69. Dạ cô kéo khẩu trang luôn con xem lại lần nữa đi. Dạ, rồi thôi tấm lòng của chị Maria quý. Cảm chúc ơn. Cô sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cảm ơn luôn. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Dạ không được, gặp mặt em mới gửi được. Nha, thông cảm giùm em. Con nít chú không có gửi được con. Rồi, đi đi con. Kêu mẹ lại nha. Dạ. Cho con xem mặt cái đi cô. Cô đang bán gì vậy? Bán rau. À, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ.
anh bán gì ngoài chợ vậy? Bán mía nè. Thương mía hả? Tặng anh túi gạo ăn lấy thảo được không? Được. Dạ, chúc anh gia đình ngon miệng. Cảm ơn anh. Rồi, được rồi đó. Dạ. Có ngày không có túi. Dạ. Đi ra đậu đâu? Dạ. Xe con đậu đâu? Xe con đậu ngoài chùa. Dạ. Dạ đâu ngoài nhà gần đây hả? Cửa máy rồi. À. Rồi ngoài xem video thấy con hả? Con ở Bắc, trời Bắc. Con đó. Dạ. Cảm ơn ông ngoại. Lại đó hỏi chỗ này bán gạo bà kia kêu lại phường 3 gì đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Lỗi. Con phát coi. Ở dưới Bạc Liêu. Dạ. Bắt coi rồi cái lại đó buôn gạo cái mấy ông đó bưng lại để xe. Dạ đúng chạy rồi. Chạy đi dọn hồi đứng nó phát luôn. Dạ thấy đông quá thôi không phát luôn. Dạ. Mê dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ quý quá. Thì là ông ngoại qua để chào con vậy thôi đó hen. Dạ. Dây này mà lại bằng cái nóc á. Dạ. Gắn tiền thật vô cho. À dạ, vậy quá quý. Mua nhỏ nó không bán nữa. Ông già không có tiền, không để xài thì cho nó không. Dạ. Không, nó nói đó cũng có lý nữa. Dạ. Nhưng mà mình từ cũng muốn giữ. Dạ. Lại mua nó. Dạ. Cảm ơn ngoại. Rồi, hư rồi. Hư của tôi rồi nha. Con qua đây con nữa. Dạ, cô đang làm công việc gì? Đang đi giúp việc. À, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ, cũng đi. Dạ rồi. Cho bán chịu nó đi. Dạ, còn như đây là đủ phải không cô? Cô chú. Dạ rồi. Là ngoại bán rau bên đây. Dạ, để lại chị. Cảm ơn chị. Em ở đâu lắm em? Dạ, em cũng ở xa xa. Ở xa hả? Dạ. Dạ. Mình đang bán gì vậy cô? Hả? Cô đang bán gì vậy? Không có bán, bán gì. Ở nhà giữ người tâm thần. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ, ngày bán được nhiêu tờ chú? 200. Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ, chị đang bán gì? Mì măng. Dạ, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Ông ngoại giờ ở mình hay có ở con cháu gì không ông ngoại? Hai chồng già. Dạ. Con gái là cháu mình á. Dạ. Có chuyện nấu cơm đó. Dạ. Em sửa máy nhỏ lắm. Dạ. Sửa máy gì? Sửa máy nha. 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 Bác qua đây nè bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 15 rồi. Hình như là bác bị bẩm sinh hả? Dạ, bẩm sinh. Mà bị teo bên tai hả bác? Bà nhỏ này. Bác cho con xem cái bác. À, vậy giờ bác đang làm công việc gì để sống? Không có làm gì hết chứ. Không có gì hết không. Rồi, con thay mặt chị Maria Quý ở tại Mỹ nha. Dạ. Chúc bác sức khỏe và gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, con chào bác nha. Đâu có dễ gì. Dạ, có duyên đó ông ngoại. Ừ. Nhiều khi cả đời mình chỉ có gặp một lần thôi hả? Cô bán cái gì vậy cô? Em muốn cô bán. À chị làm cái gì? Em đi làm ruộng. À, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi. Con kêu người lớn đi, con nít chú không mới gửi đâu ha, người lớn chú mới gửi được. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô có làm gì không? Bị thần kinh hả? Dạ rồi. Thôi con xin chị Maria Quý nha. Chưa đánh thẳng. Nè tặng cho cô phần lì xì nha. Cảm ơn. Này cô đậu. Cảm ơn. Rồi chứ tặng chị 5 kg gạo nha. Con về luôn. Nó bốn mấy 50 tuổi rồi đó. 5
57 kìa. Vô vô. Ủa? Mày nói gì anh Việt Đức tao nó rớt. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi mày? 73. Mày còn làm gì nổi không? Cô đi làm công quả trên chùa. Làm công quả nha. Hôm nay con thay mặt chị Maria Quý. Dạ. Tặng cho ngoại phần lì xì nha. Ngày 8 tháng 3. Chúc ngoại sức khỏe nha. Rồi đi ngon miệng. Ngoại chúc con lại có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Dạ sớm. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Ngoại sớm qua đây ngoại. Con nít chưa không có gửi cho con về đi nha. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 70. Ngoại còn làm gì nổi không? Đi bắn với sơ. Dạ, hôm nay ngày 8 tháng 3. Dạ. Con thay mặt chị Maria Quý. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha, và luôn dạ. Tươi trẻ nha. Dạ, cảm ơn cậu nha. Dạ. Dạ, chị ấy tặng ngoại túi gạo. Dạ. Chúc ngoại gia đình ngon miệng. Dạ. Chúc cậu mạnh giỏi, chúc cô đó mạnh giỏi luôn. Cảm ơn ngoại. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô đang bán cái gì vậy? Bán gì ở nhà giữ cháu. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Vô đây. Dạ, ra phía sau sắp hàng con. Ra phía sau. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. Bác làm công việc gì vậy? Đăng quân số. Rồi, chúc bác gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cho con xem mặt đi ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 64 rồi. Ngoại còn làm gì nổi không? Nuôi, không có làm, nuôi chồng bị huyết áp tai biến. Tai biến ha. Khổ dạ. Lắm chú ơi. Rồi, con xin phép chị Maria Quý. Dạ. Dạ. Tặng cho ngoại phần quà nha. Cảm ơn chị Mai Quý nhiều nha. Dạ. Tặng tôi phần quà có gạo tôi ăn tôi mừng, cảm ơn. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. 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 Mình đang làm công việc gì vậy chị? Ở nhà giữ cháu ngoại. Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. Cô đang làm công việc gì vậy cô? Thấy ra với đồ bán. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. 63 ha. Dạ. Con thay mặt cô Quý ở Mỹ nha. Dạ. Dạ. Tặng cho con phần lì xì nha. Dạ. Dạ. Giờ đây cầm giùm con nha. Dạ. 84.000. Để con coi nha, 84.000 với tặng cho cô một túi gạo nha. Thì cảm ơn cô Quý. Dạ, cô Quý cũng rồi. Dạ. Chúc cô sức khỏe ngon miệng. Kéo khẩu trang chú xem đi con năm nay nhiêu tuổi rồi? 18. Có đi học đi làm gì chưa? Không, mẹ con bị tai biến không đi làm được. Rồi, thôi chúc gia đình con ngon miệng nha. Cảm ơn chú. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con có đi làm chưa? Dạ, con mới đi làm mà ở làm mướn tao vậy chứ. Chúc con gia đình ngon miệng. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, anh đang làm công việc gì? Anh bán vé số. Rồi, chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Thần đi bán vé số. Dạ. Chúc gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn chú. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 70. Dạ, ông ngoại bị tai biến hả? Tai biến. Dạ, bị bên phải ha. Bên đây con thay mặt chị Maria Quý nha. Tặng ông ngoại phần lì xì nha. Để ngoại uống thuốc nha. Với tặng túi gạo ha. Chúc ông ngoại sức khỏe phục hồi và ngon miệng nha. Cầm cầm nổi không? Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Đâu mấy rồi chú. Bệnh đâu, phải đang bệnh hoài nha. Dạ, mà cô đang bán cái gì? Không bán mà bệnh ở nhà không có bán gì chứ. Dạ. Rồi thôi chúc cô hồi sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Nhà thợ, nó đi về nó tiêu rồi. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Cô bán cá nè. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Ừ. Dạ. Dạ. Em chỉ còn 100.000 chi quý. Với ở đây khoảng còn khoảng 10 bao. 11, 12 bao thì vậy. À, nãy giờ nguyên gia đình ra vô gạo luôn ha. Dạ, thấy thương. Rồi hàng sớm qua phụ nữa chứ. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi mày? À, 70. Dạ, bây giờ mày đang làm công việc gì vậy? À, buôn bán ở chợ vậy, bán rau, bán cải gì đó dạ. Hôm nay con thay mặt chị Quý nha. Dạ. Tặng cho ngoại 10 kg nha. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe và ngon miệng nha. Dạ. Con cảm dạ. Ơn nghe cậu. Dạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Đi làm mướn con. Dạ. Của ít lòng nhiều. Chúc con ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 81 rồi. Dạ. Nội còn làm gì nổi không? Không có làm gì cậu. Hôm nay con xin chị Quý ở Mỹ nha. Dạ. Lì xì cho nội phần quà. Dạ. Cảm ơn. Với túi gạo 5 kg nha. Dạ. Cảm ơn. Chúc nội sức khỏe và ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào nội nha. Dạ. Dạ chào cô.
Dạ thôi sắp hết rồi, đừng dở, tội nghiệp lắm. Dạ. Mà giờ hết gạo rồi. Dạ sợ không kịp á. Dạ tại không kịp mất công lắm. Dạ, cô đang làm công việc gì vậy? Dạ. Cô đang làm công việc gì? Dạ, chúc cháu. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Em còn có mấy túi ở đây. Ở đây phải nói bên bà cũng đẹp cô chú anh chị ha. Được hai cái cây bằng lăng ở đây. Em còn có 9 túi rồi. Chị đang làm công việc gì vậy? Dạ. Rồi, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 72 rồi. Mày còn, nội còn làm gì nổi không? Không, năm ngoái năm nay tại bệnh. Dạ. Rồi, con, đi thiếu máu não đó. Con thay mặt chị Quý ở Mỹ, chúc nội phục hồi sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn con. Dạ. Lại đi, này đây bệnh nhiều nè. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô bị bệnh thận hả? Bệnh thận. Rồi thôi, cô ít lòng nhiều nha. Chúc cô phục hồi sức khỏe và ngon miệng nha. Dạ. Đây này con. Rồi, phục hồi sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Em còn 4 túi nữa là xong. Dạ, mời chị qua đây à, chị đang làm công việc gì ạ? À, mà đi bằng mướn không? Dạ, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi. Chúc anh chúc năm mới mà. Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe và ngon miệng. Còn nghiệp ngoài ngoài bán số ở Vinh Phà. Còn một ngoài bán rau. Giờ tiếp đi. Thì ba giờ tờ đây. Dạ, ngoài thông cảm con, tại vì con đang làm. Dạ. Vậy ha. Dạ. Rồi hết rồi đó hả? Còn dạ hết rồi đó ngoại. Dạ. 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 Cũng ít đồng nhiều nha ngoại. Dạ. Dạ được rồi, dạ. Còn mấy bao nữa? Còn nữa hả? Còn có 3 bao nữa mà. Dạ đúng rồi, còn 3 bao nữa con hết rồi ngoại. Nhiều khi cô chú anh chị thấy đó, nếu mà làm thiện nguyện mà không có người ra nhận á, hoặc là những cái người mà người ta không chở những hoàn cảnh khó khăn lại á, thì mình cũng không có thể trao được tấm lòng của nhà hảo tâm. Ở đây em thấy cô chú này bị mất hai cái chân, không biết chú có lại nhận hay không. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Năm nay 74. Ngoại còn làm gì nổi không? Hôm nay con thay mặt chị Maria Quý nha. Chúc ngoại sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn này con cuốn mèo. Dạ. Dạ. Dạ thông cảm dùm con đi hết rồi. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe. Rồi chúc bác ngon miệng mua mai bán đất nha. Dạ, chị thông cảm em nha. Dạ. Thông cảm em tại em hết rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chủ tiệm gạo. Dạ. Rồi giờ chú bị mất cái chân đó là chú đi phà. Dạ hết rồi chú ơi. Dạ.
Dạ rồi, vậy là coi như em đã trao xong tấm lòng của chị Maria Quý và cụ Châu Thị Bân với những chú cá phóng xanh. Thì chân thành cảm ơn chị cũng như là cụ Bân. Thì chúc chị Maria Quý cũng như cụ Bân sẽ sức khỏe, dạ, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của mình. Dạ, nhất là cụ Bân, dạ, là lớn tuổi thì sức khỏe nó quan trọng hơn. Dạ, và một lần nữa không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.